11. Phẩm thí dụ. Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu có người hỏi rằng nhà ảo thuật có khả năng học Bát Nhã Ba La Mật Đa, thành tựu trí nhất thiết trí chăng? Nhà ảo thuật có khả năng học tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba La Mật Đa, thành tựu trí nhất thiết trí chăng? Thì với câu hỏi như vậy, con nên trả lời như thế nào? Bạch Thế Tôn, nếu có người hỏi nhà ảo thuật có khả năng học bốn tịnh lự, thành tựu trí nhất thiết trí chăng? Nhà ảo thuật có khả năng học bốn vô lượng, bốn định vô sắc, thành tựu trí nhất thiết trí chăng? Thì với câu hỏi như vậy, con nên trả lời như thế nào? Bạch Thế Tôn, nếu có người hỏi nhà ảo thuật có khả năng học bốn niệm trụ, thành tựu trí nhất thiết trí chăng? Nhà ảo thuật có khả năng học bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, thành tựu trí nhất thiết trí chăng? Thì với câu hỏi như vậy, con nên trả lời như thế nào?